Khương Dừa thách thức danh hài làm trip trio bố vợ khiến dân mạng phì cười. Khương Dừa đào trúng hũ vàng của bà nội vợ khiến ba vợ phải hối hận vì một điều. Khương Dừa được biết tới là một đạo diễn, nhà sản xuất chương trình kim YouTuber có nhiều người mến mộ. Anh chính là người đàn ông quyền lực đứng sau thành công của loạt game show ăn khách như Thách Thức Danh Hài, Giọng Ái Giọng Ai, Thiên Đường Ẩm Thực, Đấu Trường Tiểu Lâm, Hát Mãi Ước Mơ. Nhà sản xuất game show, YouTuber Khương Dừa nổi tiếng với nhiều chương trình hot. Ngoài vai trò phó giám đốc của một công ty giải trí tên tuổi, Khương Dừa tên thật Trần Thế Khương còn được biết tới là một YouTuber tên tuổi. Kênh YouTube của anh đã có hơn 5 triệu người đăng ký theo dõi. Anh thường đăng tải những clip đời thường trong cuộc sống gia đình với định hướng vừa chân thực, giản dị vừa hài hước. Anh còn được yêu mến bởi nhiều clip thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn. Gần đây anh làm nhiều clip quay về gia đình vợ. Có clip anh bỏ 20 triệu và một ngày công làm nhà lá tặng ba vợ. Một clip khác anh khiến ba vợ phục kích bắt đánh đòn vì sơn màu hồng lên xe máy của ông. Đáng chú ý phải nói tới clip Khương Dừa đào trúng hũ vàng của bà nội vợ chung. Trong clip, Khương Dừa ra sân vườn nhà ba vợ và cuốc đất trồng cây mai. Khi đang làm vườn, anh bất ngờ phát hiện thấy hũ vàng được chôn dưới đất, trong đó có những chiếc nhẫn vàng liền thông báo ngay với ba vợ. Tuy nhiên, ba vợ anh không tin đó là vàng thật, còn khẳng định đây chỉ là đạo cụ Khương Dừa hay đưa cho các thí sinh thách thức danh hài đeo để diễn. Chắc chắn với nhận định của mình, ông hứa cho con rể số vàng này. Thế vậy, Khương Dừa mang một chiếc nhẫn một chỉ ra hiệu vàng bán được hơn 5 triệu đồng. Bố vợ liền hối hận, về vườn lấy những chiếc nhẫn còn lại để đem bán nhưng ra tới hiệu vàng mới tá hỏa số vàng còn lại là đồ giả. Bị con rể trôn, bố vợ chỉ biết rút bầu tâm sự với hàng xóm. Bố vợ Khương Dừa bị trôn, trêu chọc về hũ vàng chôn sau vườn. Clip khiến cư dân mạng phì cười vì độ lầy của Khương Dừa. Nhiều bình luận thể hiện sự thích thú với clip của YouTuber này, ông ngoại hiền lành dễ thương mới bị gạt hoài, cười mắc xỉu. Khương Dừa có phước gặp ông bố vợ hiền chứ ông khác là bị ăn chỗ rồi, ông chú vui tính hài thật. Ít có cha vợ với con rể thân thiết và nói chuyện tự nhiên như cha con nhà anh Khương, kịch bản quá đỉnh, cười đau bụng với ông ngoại và anh Khương Dừa, cười ra nước mắt với ông ngoại. Khương Dừa và Calaman, hai người đàn ông quyền lực của công ty giải trí sản xuất chương trình Thách Thức Danh Hài. Khương Dừa được xem là người đồng hành tin cậy của Calaman, giám đốc công ty giải trí Điền Quân. Hầu hết các kịch bản chương trình đình đám của công ty này sản xuất đều có sự tham gia của Khương Dừa. Trong một clip, Calaman từng tiết lộ Khương Dừa lương 1 tỷ trên tháng nhưng đời sống của anh vẫn rất giản dị, nuôi con theo cách bình dân. Chính nam YouTuber cho biết vì tính cách đơn giản và do công việc hay di chuyển nên anh thường đi xe máy hơn ô tô. Khương Dừa mời Trấn Thành, Trường Giang, Đại Nghĩa món sầu riêng. Anh là người có công đưa tên tuổi người đẹp chuyển giới Lương Mỹ Kỳ đến với khán giả. Trong chương trình Thách Thức Danh Hài, Khương Dừa tạo nhiều điều kiện giúp đỡ các thí sinh. Anh cũng đưa ra nhiều lời khuyên cho người chơi, đặc biệt về yếu tố kịch bản để có thể chọc cười hai giám khảo khó tính. Tới nay, Khương Dừa vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Thánh Súng Ngân Thảo khi tới dự đám cưới của cô vào tháng 3 vừa qua. Khương Dừa tới dự đám cưới của Thánh Súng Ngân Thảo. Không chỉ có nguồn thu nhập từ vị trí phó giám đốc công ty, anh còn kinh doanh thêm một số mặt hàng như dừa, sầu riêng. Ngoài ra, anh cũng có thu nhập từ kênh YouTube Đặt Nút Vàng. Ngoài kênh của mình, anh còn lập thêm một kênh YouTube về các con trai Thế Dĩnh 9 tuổi và con gái Trà Sữa 5 tuổi. Anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt như Trấn Thành, Trường Giang, Việt Hương, Đại Nghĩa, Ngô Kiến Huy. Hiện tại anh có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã và hai con.